Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về ba cặp đôi con giáp luôn được thần Phật che chở trong năm 2022. Cực kỳ may mắn, và năm 2023 thì những cặp đôi này rất dễ có những cơ hội đổi đời. Và trong đó thì có một cặp đôi hãy cẩn trọng trong năm 2022 này. Với số trời đã định sẵn thì trong 2 năm sắp tới đây có 3 cặp đôi dưới đây là thành công rực rỡ. Tuy nhiên lại có một cặp đôi nên phải thận trọng, rất dễ gặp tai ương bủa vây. Và các bạn thân mến, về cặp đôi thứ nhất, đó là cặp đôi người tuổi Tý và người tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Tý thì luôn luôn đem lại những nguồn năng lượng tươi mới với những không gian mà họ xuất hiện. Trong khi đó thì người tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp sôi nổi, nhiều năng lượng và nhiệt tình. Chính vì lẽ đó mà khi ở bên nhau, Tý và Thìn dường như là tìm được người bạn tri kỷ và tâm giao. Với người thì có thể cùng họ chia sẻ những giấc mơ hoài bão, cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt, đẹp nhất ở phía trước. Và theo tử vi ngày mới cho biết thì trong năm Nhâm Dần 2022, với cặp đôi này dù có nhiều khó khăn nhưng là nhờ vào sự nỗ lực, vào ý chí kiên cường của họ nên sẽ vượt qua. Và khi bước vào năm 2023 thì với cặp đôi này sẽ vươn mình thành công rực rỡ, khiến cho ai ai khi nhìn vào cũng phải thầm khen và ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, về cặp đôi thứ hai, đó là cặp người tuổi Tỵ và cặp người tuổi Dậu. Đây là một cặp đôi rất khác biệt, tưởng như là không có gì hòa hợp. Thế nhưng về Tỵ và Dậu lại là một cặp đôi tuyệt vời. Họ luôn biết bổ sung cho nhau những thiếu khuyết trong cuộc sống. Với những người tuổi Tỵ thì đa phần đều là những người hóm mình, hài ước và tinh tế. Họ không thích buôn những câu chuyện tầm phào hay vớ vẩn mà thường đi thẳng vào vấn đề. Trong khi đó thì những người tuổi Dậu hầu hết là những người sống tình cảm và luôn bị cảm xúc chi phối. Nhưng tuy nhiên khi cặp đôi Tỵ và Dậu ở bên nhau thì gia đình trong ngoài đều hòa thuận, hạnh phúc đề huề, ít khi cãi vã. Cặp đôi này là cặp đôi giàu có nhưng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Và trong năm 2022 là cặp này nhờ được quý nhân che chở nên hai người này sẽ tìm kiếm một con đường đi riêng cho chính mình. Và những hợp đồng làm ăn rất lớn, kiếm tiền về những khoản thu nhập rất khủng. Và khi bước sang năm 2023 thì cặp đôi này sẽ may mắn liên tục, giàu có viên mãn, ít ai sánh bằng. Và các bạn thân mến, về cặp đôi thứ ba, đó là cặp người tuổi Dần và người tuổi Tuất. Với người tuổi Tuất là những con giáp rất trọng tình cảm, sống vì người thân và bạn bè. Chính vì vậy họ thường hay rơi vào những tình cảnh là rất oái âm, hay nhận phần thiệt về mình và cũng hay bi quan. Họ cần một người bạn đời mạnh mẽ, ấm áp, có thể bao dung che chở cho họ. Và người tuổi Dần chính là người mà họ cần tìm. Dần nổi tiếng là những kẻ liều lĩnh, không biết sợ gì trên đời. Tuổi Dần là hiện thân cho sự khát khao dám sống, dám chiến đấu và dám hạnh phúc. Họ cũng là một trong những người sống rất hiệp nghĩa và luôn nhận được sự tin tưởng yêu mến của rất nhiều người. Đối với người tuổi Dần, tuổi Tuất mà lấy nhau thì đúng là một cặp trời sinh, cùng là những người chân thành, không quen nói vòng vo. Họ chọn cách sống và trao đổi thẳng thắn với nhau, và mối quan hệ của họ là luôn dựa trên sự chân thật nên tình cảm của đôi này rất bền vững. Và theo tử vi ngày mới cho biết thì sang năm tới cặp đôi này sẽ vô cùng may mắn, nếu như mà càng chăm chỉ thì sẽ càng nhận về những thành tựu to lớn hơn, khiến cho những ước mơ của họ ấp ủ từ lâu rất dễ biến thành hiện thực. Và các bạn thân mến, về thứ tư là đối với cặp người tuổi Mão và người tuổi Dậu thì đây lại là cặp con giáp xung khắc nhau trong chuyện hôn nhân, là do tính cách của hai con giáp này hoàn toàn trái ngược nhau. Bởi vì Mão thường đưa ra các ý kiến chủ quan và gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề về thực tế. Trong khi đó
thì người tuổi Dậu lại luôn luôn đòi hỏi sự chính xác ở trong từng mọi việc mà mình làm. Chính vì vậy mà trong mắt những người tuổi Dậu, Mão là một trong những người vô tâm, còn trong mắt Mão thì Dậu thường hay đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Ngoài ra thì Mão thường có lối sống hưởng thụ, phụ thuộc, không thích là đảm trách nhiệm, nhưng người tuổi Dậu lại là người khá cầu toàn nên Mão khó lòng mà đáp ứng được tiêu chuẩn của Dậu đề ra. Nếu như đôi này cố gắng đến với nhau về lâu về dài, ắt sẽ là một cặp đôi cảm thấy mệt mỏi, có thể nảy sinh mâu thuẫn khiến cho hôn nhân của cặp đôi này rất dễ bị tan vỡ. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những con giáp mà phạm tiểu nhân trong tháng 4 của năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Với sự nghiệp thì đầy rẫy những thách thức. Xin chia buồn với những con giáp phạm vào tiểu nhân trong tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Bạn cần đề phòng những kẻ tiếp cận mình, đừng quá cả tin, rất dễ rơi vào cái bẫy của họ. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Sửu. Với tháng 4 là một tháng đầy khó khăn trên con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu. Vì vậy, bạn hãy xác định những tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng để tin cậy và dựa dẫm. Thậm chí là dù làm trong lĩnh vực gì thì con giáp này cũng cần phải thận trọng. Đồng nghiệp của mình và đối thủ luôn luôn tìm cách hãm hại bạn, bên cạnh không lành mạnh với mình. Trước khi mà bạn đưa ra quyết định gì thì bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác hoặc rất dễ bị người khác kích động. Trong chuyện làm ăn thì bản mệnh nên chậm mà chắc, không nên lo lắng hoặc sốt ruột rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, có thể là nghe theo lời rủ rê của kẻ khác, khiến cho bạn tiền bạc vốn đã không chảy về túi nhiều rồi lại phải tiêu tốn thêm các khoản chi phí khác. Với con giáp phạm tiểu nhân trong tháng 4 của năm Nhâm Dần này, cần chú ý, dù là người thân thiết ngỏ ý muốn hợp tác thì bản mệnh cũng cần phải hết sức thận trọng. Về thứ hai là đối với con giáp người tuổi Mão. Mão thì dưới tác động của hung tinh nên người tuổi Mão thường bị cô lập với mọi người xung quanh. Dù trong công việc lớn nhỏ thì bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này thì bạn cần phải cân nhắc và nhắc nhở bản thân mình, hãy cố gắng không cần phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai. Trong thời điểm này thì bạn cần đặc biệt là thận trọng những kẻ tiếp cận mình, có thể là họ có ý đồ không lành mạnh. Nếu có ai khuyên bạn làm việc gì thì bạn cũng cần phải kiểm chứng thông tin cho kỹ càng, chớ vội vàng tin ngay mà rất dễ sập bẫy của kẻ tiểu nhân. Về thứ ba là đối với con giáp người tuổi Thìn. Đối với con giáp người tuổi Thìn là con giáp thường thích tự ý mình làm mọi việc theo mình, không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Chính vì thái độ kiêu ngạo này, tự cho mình là nhất, mà nhiều khi bạn tự đẩy mình vào những rắc rối, có thể là đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào mà bạn không biết. Với người làm công ăn lương thì hãy thận trọng để hoàn thành cho tốt những nhiệm vụ của mình, chớ nên để những việc mà xảy ra sai sót rồi chính mình lại phải bù lỗ. Khi được người có kinh nghiệm hướng dẫn thì bạn hãy chú ý lắng nghe, chứ không nên coi thường rồi tự động làm mọi việc theo ý mình. Khi gặp phải khó khăn thì con giáp phạm tiểu nhân trong tháng 4 này cần phải tìm người đáng tin tưởng để chia sẻ tâm sự, chớ nên ngại ngần mà giấu những điều mình còn chưa rõ ở trong lòng. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Ngọ. Ngọ là do tác động của nhiều yếu tố, từ sự nghiệp của Ngọ chủ yếu là rơi vào tình trạng bị dậm chân tại chỗ trong tháng này. Dù bạn không đặt ra quá nhiều mục tiêu cao xa cho mình, chỉ muốn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, song dường như kẻ tiểu nhân không muốn để cho bạn yên thân. Vì thế với những người mà nóng nảy thì cần phải dè chừng các động tác của hung tinh thiên cẩu, rất dễ khiến bạn vướng vào những phi vụ tranh chấp thị phi. Vì vậy hãy luôn bình tĩnh để có thể phân tích các vấn đề, đừng để bản thân mình ảnh hưởng bởi những cảm xúc hay lời nói của người khác. Đồng thời, để giảm bớt áp lực và những chuyện căng thẳng mệt mỏi không cần thiết, nếu thấy nhiệm vụ vượt quá sức mình thì bạn nên phải học cách chia sẻ với những người mà đáng tin cậy, đừng nên giữ trong lòng rồi tự tìm phương án để giải quyết. Đó là những điều không tốt cho bạn ở trong tháng 4 này.
Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.